Ờ, ví dụ số 2 này. Đầu tiên là mình phải vẽ lại để mình nhìn xem nó có phải là tạp chất không. Vẽ lại nó là C6H4 này, đầu là COO CH2 CH3 COO CH2 CH3. Mỗi cái khúc này một C mà. Đúng chưa? Mình nhìn thấy là nó có hai nhóm chức đều là nhóm chức CO nên nó là chất hữu cơ. Đa chức không phải tạp chất, sai, sửa lại là đa chức. Được chưa? Công thức phân tử thì từ cái công thức này mình suy ra được thôi. C6 cộng với lại 3 x 2 là 6, 6 x 12, 12 H 4 cộng với 5 x 2 là 10, 14 O4. Vậy C2H14O4 chứ không phải là C12H14O4 nhưng mà là C12H2 H12O4 nên sai. Được chưa? Nó phải là gì? C12H14O4. Được chưa? Trong cấu tạo của DFP có 30 liên kết sigma, giờ mình phải vẽ là mình đến. Đúng chưa? Thế từ từ ý dây thôi đã. DFP được tạo thành từ alcohol hai chức, sai. Nó được tạo thành từ alcohol đơn chức là CH5OH, sai nhé. Alcohol phải đơn chức, đơn chức. Và carboxylic acid hai chức. Đấy, nó được tạo thành từ alcohol đơn chức là C2H5OH và acid là tereferteric C6H4 COOH, tất cả hai lần. Nhìn cấu trúc bằng nhất, đúng không? Đấy, nó phải được tạo ra ngay. Bây giờ đi đến liên kết sigma thì vẽ lại đến. Sau này các em làm quen thì các em sẽ sử dụng được skill đếm nó nhanh, nhìn như thầy. Còn bây giờ chúng ta thì cứ làm chậm chậm thôi. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Được chưa? Thầy nối đôi đi. Ok, nối đôi. C nối đôi O. O C C C nối đôi O. O C. Được chưa? Giờ điền nhá. Điền H. 1. Thôi giờ H thì để gạch nhá, cho dễ nhìn. 1 2 3 4 1 2 3 4 đủ rồi. Thiếu hai cái vạch. 1 2 1 2 O là đủ rồi, C là đủ rồi. Đấy bên này. 1 2 3 4 đủ chưa? Giờ đánh, giờ đếm nhá. Giờ đếm này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 30 thì là tròn rồi. Ấm luôn. 30 liền kết sigma. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C là đúng nhá. C là đúng. 30 liền kết sigma.